liên quan vụ việc Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam. Chiều 1 tháng 6, Triệu Quân Sự, đối tượng nguy hiểm trốn trại giam T974 thuộc Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đã bị bắt giữ. Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao Triệu Quân Sự cho các lực lượng chức năng Bộ Quốc phòng di lý về trại giam để xử lý theo thẩm quyền. Việc bắt giữ Triệu Quân Sự sau 19 giờ đối tượng nguy hiểm này trốn trại đã giúp người dân gần khu vực trại giam yên tâm. Kể từ khi trốn trại, đối tượng Sự đã di chuyển quãng đường khoảng 30 km từ trại giam T974 đến xã Yên Dương, huyện Hà Trung. Bà VTH, người dân xã Yên Dương, huyện Hà Trung kể, khi mở cửa nhà thì phát hiện một người giống phạm nhân Triệu Quân Sự đang rửa tay tại vòi nước phía trước nhà của gia đình. Khi bà hỏi thì người này giơ tay ra nói xin rửa vì tay bẩn. Sau đó di chuyển đến một cửa hàng ở gần chợ Vừng. Trong quá trình bỏ trốn tới xã Yên Dương, Triệu Quân Sự đã ghé vào quán chè của một hộ dân ở chợ Vừng, xã Yên Dương để mua chè ăn. Khi mua hai cốc chè, thấy người bán đưa thừa tiền, Triệu Quân Sự đã chủ động trả lại tiền thừa và còn chào hỏi lễ phép trước khi rời đi. Sau khi mua được đồ ăn, phạm nhân Sự đi bộ sang bên kia vệ đường quốc lộ 1A để ngồi ăn. Thời điểm này, ông LMN, xã Yên Dương quan sát và nghi ngờ đối tượng đang ăn chè bên vệ đường giống với phạm nhân bỏ trốn Triệu Quân Sự, nên cùng một số người khác quan sát, theo dõi. Thấy đối tượng này chắc chắn là Triệu Quân Sự, người dân lập tức gọi điện báo cho dân quân, công an xã. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiếp cận và bắt giữ Triệu Quân Sự. Thời điểm bị bắt, Triệu Quân Sự không có hành vi chống đối.